không mấy kiếp trước tôi nợ nần gì hắn ta, mà kiếp này đi đâu cũng gặp, chán thì chứ. Nè thôi, còn gì ăn trời, xẹp lép rồi nè. Rồi giờ bà tính sao? Còn tính sao nữa, hy vọng là một hai ngày nữa hả, thằng chả chán rồi không có làm khó tôi nữa, hoặc là bị đuôi què gì đi, đừng quan tâm tôi nữa, đừng kêu tôi nữa. Chưa tới lượt ổng bị đuôi què đâu nha, mà bà đó bị ổng đi cho tới số luôn, cho tới lúc nghỉ việc luôn. Bộ bà nghĩ là tôi chờ ổng đuổi việc á hả? Ừ, tôi tự xin nghỉ cũng được chứ bộ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại á, nếu mà gặp một chút khó khăn để xin nghỉ việc á, thì tôi thấy có lỗi và mắc cỡ với ông lắm. Ê, hay là bà nói cho ông đi, nói cho ông là mọi chuyện giải quyết hết luôn á. Không có được, ông đã giúp tôi có việc làm như vậy rồi, bây giờ không thể nào mà có một chút chuyện tôi lại nhờ ông giúp được. Cũng đâu phải là chuyện gì không thể giúp được, tôi thấy chuyện này chính đáng mà. Ông là chủ tịch thì ông phải biết được cấp dưới của ông đối xử với nhân viên như thế nào chứ. Cái vấn đề á là thằng chả đối xử với nhân viên tất cả đều rất tốt, ngoại trừ với tôi thôi. Vậy bà phải coi lại cách ăn ở của bà đi. Bạn bè vậy á? Giỡn mà bà ơi. Mà anh ta đì bà như vậy á, rồi không lẽ bà cứ chịu như vậy hoài? Không biết, cứ mắc vậy đi, mệt quá. Nếu mà bà quyết định là ở lại công ty á, phải cố gắng lên, chiến thắng. Chiến thắng. Chiến thắng tình ác bà đó. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Em chào cả nhà. À, chào em. Anh Dũng, em mời anh. Anh đâu có nhờ mua đâu. Dạ, sao em nấu á, em mang tới mời mọi người coi là mọi người có hợp vị hay không. Trời ơi, có xôi luôn hả? Dạ, anh cảm ơn. Sao bữa nay em mời tụi chị ăn xôi miễn phí vậy? Dạ, tại mấy bữa em thấy mọi người thích đồ ăn vặt, mà ra ngoài mua thì vừa tốn tiền lại mất vệ sinh lắm, cho nên sẵn tiện em cũng biết làm, em làm cho mọi người luôn. Đã ở công ty làm cực rồi, về nhà không lo nghỉ ngơi đi. Dạ không sao đâu, ở nhà em á còn có má với lại em gái em phụ nữa, cho nên cũng không có vất vả gì đâu. Mọi người ăn đi coi có ngon không ha. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, vừa có lòng vậy, mọi người ăn đi. À, thơm ha. Em còn mang sữa chua với lại bánh lăn ở trong tủ lạnh á. Vậy hả? Mọi người thích ăn thì vô trọng lấy nha. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn Phương nhiều nha. Dạ. Anh Kiên nè. Có gì không cô Phương? Tự tay em làm á, anh ăn đi. Cho tôi hả? Thôi mời anh đó, anh mà không nhận là em giận anh luôn á. Anh cầm đi. Không phải, tại tôi chưa có làm gì cho cô Phương hết, giờ tự nhiên cho tôi cái này cái tôi. Thôi anh yên tâm đi, em quý mến anh cho nên lại mời anh, chứ em không có ý hối lộ với anh đâu. Vậy nha, em đi làm đi, ăn đi nha. Cảm ơn nghe. Mời vào. Dạ chào giám đốc. Ừ, tài liệu của giám đốc đi ạ. Ok, để đó đi, lát tôi xem. Dạ, em xin phép. Khoan đã. Dạ. Cô đã quen việc ở công ty chưa? Lần đầu tiên em làm việc văn phòng, mà lại làm ở một tập đoàn lớn như vậy, cho nên có một số điều cũng còn bỡ ngỡ. Nhưng mà em sẽ cố gắng học hỏi hết mình ạ. Em cảm ơn giám đốc đã quan tâm tới em. Không có gì đâu, đó là việc tôi phải làm mà. Hình như tôi nghe nói là cô có quen với CEO Hiển hả? Dạ. Đâu có gì đâu, quen với ảnh cũng tốt, nhưng mà sao ảnh không cất nhắc cho cô lên một vị trí tốt hơn vậy? Thôi, để tôi gặp ảnh á, tôi nói với ảnh một tiếng cho. Dạ dạ thôi giám đốc, giám đốc đừng có làm vậy. Em với sếp Hiển cũng không có quen biết gì. Là sao? Nếu có thì chỉ là
em cũng không biết nói sao nữa. Kiểu như là quan gia vậy đó. Hả? Là quan gia hả? Dạ. Ờ, nhưng mà giám đốc đừng có nói với sếp Hiển nha. Sếp Hiển mà biết là chết em á. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói với sếp Hiển đâu. Dạ, em cảm ơn giám đốc. Về làm việc đi. Dạ, em xin phép ạ. Em chào chị. Ủa, Linh. Ờ, anh Phát. Hả? Cô gái lúc nãy là ai vậy? Sao em nhìn thấy quen quen? Cô ta là nhân viên mới của phòng hành chánh. Em không quen hả? Không. Mà hình như là em đã nhìn thoáng qua ở đâu rồi á. Vậy hả? À, rất có thể cô gái đó chính là tình địch của em đó Linh à. Nếu như sự thật đúng vậy thì chắc là em sẽ đau lòng lắm đây. Anh Phát. Hả? Làm gì nhìn em dữ vậy? À, đâu có. Hôm nay nhìn thấy em xinh đẹp quá nên anh không rời mắt được. Em ngồi đi, mình bàn công việc ha. Bên Bờ Hạnh Phúc phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.